Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 13 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, vừa qua thì leaker nổi tiếng Ronan Quant đã đem tới một thông tin chưa bao giờ hết hot, đó là giá bán của bộ đôi Galaxy Note 10 và Note 10 Plus là bao nhiêu. Cụ thể thì Ronan Quant mới đây đã tiết lộ trên Twitter rằng bộ đôi Galaxy Note 10 và Note 10 Plus sắp ra mắt của Samsung sẽ có giá bán khởi điểm tại châu Âu lần lượt là 999 và 1149 euro, tức là tương đương 26,1 và 31,4 triệu đồng cho biến thể 256GB bộ nhớ trong. Mức giá này dự kiến sẽ áp dụng cho đại đa số các nước tại châu Âu, nhưng thị trường này thì được cho là có giá thường cao hơn so với các nơi khác. Nói dễ hiểu hơn là Galaxy Note 10 sẽ có ngang giá với Galaxy S10 Plus ở thời điểm ra mắt, cùng là 999 euro, nhưng được nâng gấp đôi bộ nhớ lên thành 256GB. Đối với Note 10 Plus thì đây sẽ là sản phẩm có giá thuộc hàng đỉnh nhất của Samsung và trên thị trường smartphone. Điểm đáng giá nhất của chiếc máy này có lẽ sẽ là màn hình lớn, pin lớn và được bổ sung thêm một cảm biến TOF thứ tư ở phía sau giúp chụp ảnh xóa phông chính xác hơn. Các bạn mến, dù chưa biết chắc tương lai số phận của nhà sản xuất điện thoại đến từ Trung Quốc Huawei sẽ đến đâu sau lệnh cấm vận của chính quyền Tổng thống Trump, họ vẫn quyết định là sẽ cho ra mắt một thiết bị hỗ trợ 5G đầu tiên ở Huawei Mate 20X 5G tại một số thị trường vào cuối tháng 7 này. Huawei Mate 20X 5G có thiết kế rất giống với Huawei 20X, từ màn hình 7,2 inch cho tới bộ 3 camera phía sau. Tuy nhiên thì điện thoại này đã được nâng cấp hơn bên trong để đáp ứng nhu cầu hoạt động của model 5G Balong 5000. Đáng chú ý nhất là dung lượng pin được tăng lên là từ 4200 lên 5000 mAh, RAM đã tăng từ 6 lên 8GB và dung lượng lưu trữ cũng tăng lên mức là 256GB. Hiện thì chưa chắc chắn về việc phát hành điện thoại 5G của Huawei tại các thị trường khác, nhất là khi Huawei bị liệt vào danh sách đen do hệ quả của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tại Anh thì ban đầu Huawei dự định sẽ phát hành Huawei Mate 20X 5G vào tháng 6, nhưng chiếc điện thoại này sau đó đã bị EE và Vodafone loại bỏ khỏi các lần ra mắt 5G. Mới đây được chia sẻ bởi leaker uy tín Iceverse thì tấm màn hình của Mate 30 Pro có hai cạnh bên cong gần 90 độ với kích thước lên tới 6,71 inch và thiết kế cong như thế này thì người dùng sẽ rất dễ chạm vào màn hình khi cầm Mate 30 Pro. Tuy nhiên thì đây không phải là một vấn đề lớn vì Mate 30 Pro nhiều khả năng sẽ có bởi tính năng từ chối chạm nếu như mà phát hiện ra màn hình cảm ứng được tiếp xúc bởi lòng bàn tay. Do gì mới này trùng khớp với thông tin xuất phát từ nhà máy của Huawei hé lộ công ty đang thử nghiệm thiết kế kính nguyên khối cho Mate 30 Pro. Dự kiến thì kính màn hình cong hẳn ra sườn và ghép nối liền mạch với mặt kính sau, tạo ra một thiết kế kính nguyên khối. Hiện tại thì đa số các flagship sử dụng thiết kế khung kim loại nằm giữa hai mặt kính trước và sau. Đương nhiên là Mate 30 Pro vẫn cần khung kim loại nhưng sẽ được thụt vào ở hai sườn để nhường chỗ cho hai mặt kính tiếp xúc với nhau. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cái đóng góp nào thì hãy để thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.